Trong xã hội hiện đại ngày nay với rất nhiều áp lực và căng thẳng, việc có một lối sống tích cực đóng vai trò quan trọng giúp con người cân bằng tâm lý, vượt qua những giai đoạn khó khăn. Em mới vừa đi ra, mới xỏ đôi dép đi ra nhà là té cái đùi. Rồi đi ra đường thì bị kẹt xe, kẹt cứng ngắc không chạy được. Bực mình. Vậy chế độ dinh dưỡng liệu có tác động gì đến tâm lý của con người hay không? Cái chất dẫn truyền thần kinh á, mà liên quan đến cái tâm trạng á, nó có tên là serotonin. Thì người ta thấy rằng tới 95% nó được hình thành ở ruột. Làm thế nào để có thể kiểm soát cảm xúc trước những cơn tức giận? Cùng lắng nghe những thông tin sức khỏe hữu ích đến từ bác sĩ Lâm Vĩnh Niên và diễn viên Phạm Yến xoay quanh các vấn đề liên quan đến sức mạnh của lối sống tích cực. Khi mà chúng ta sử dụng ăn uống cái mà chúng ta thích đó, thì dạ, cũng tạo ra được cái hưng phấn, cảm giác thoải mái. Bạn khỏe không? 19:35 thứ Hai ngày 23 tháng 1 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.